Vâng, do sơ suất anh em đấu đá nhau tí nên là một đồng chí đã đứt dây. Úi giời. Xem hạ có an toàn không nào. Úi giời chết rồi. Êm. Vâng, tiếp tục lại là một đồng chí nữa lại cọ dây lại. Chim mừng rồi. Úi giời. Đồng chí này bé nên là bay rất nhanh. Ui, xuống như tàu lượn luôn. Bắt đầu bật chế độ chào. Quay trở lại với một khoảng trời riêng nhá. Hôm nay chúng ta lại quay trở về với ở nghệ nhân chuyên gia đội mũ nhá. Tôi đố ông nào bảo ông đội cởi mũ ra đấy, tôi tặng cho con diều bộ sáo. Đấy, nói cho nó nhanh. Ôi. Nghệ nhân mới hỏi con diều là mấy mét nhỉ? 3 mét mấy hả Tuấn? 3 mét 8 à? Ôi, chào các đồng chí nhá. Đồng chí nào hôm nay nhắn tin cho mình ấy nhỉ? À rồi, xin chào nhá. Keo vì nhá. Thiết kế mẫu là Vũ Anh Nam nhá. Form cũng Vũ Anh Nam luôn. Phải nói là mẫu eo vì này của Nam sản xuất ra rất nhiều bạn ưa chuộng. Như thế là mừng rồi. Bộ hoa quay của ai ấy nhỉ Tuấn nhỉ? À diều em luôn à? À chủ nhân luôn à? Hay quá nhở, tuổi nhỏ tài cao bắt tay cái. Sáng này của ai làm em? À trên hội à? Em cũng người ở đây luôn à? Bác Sơn à? À Bác Sơn là An Dương đúng không nhỉ? Bộ này mua mấy đồng này em? Hơn 2 đồng à? Hoa quay đấy cũng phải 80 ấy nhỉ? 7 mấy ấy nhỉ? 70. Mười mấy quả đây? 13. Hôm nay là mình ra nhận diều đúng không em? Cầm dây luôn nhỉ? Cầm dây đi. Em năm nay bao tuổi rồi? Năm nay lên lớp 10 à? Hay quá. Thế được rồi. Lớp 10 này chắc phải học giỏi lắm mới có tiền mua bộ này nhỉ? Ngày xưa lớp 10 mơ ước lắm mà không có mà mua. Khung cái đẹp quá nhở, khung cái là đấy bé nhở. Khung cái bằng sắt. Sao hôm nay ok không anh? Sao hôm nay bình bình? Không, nó lại dài dây ra một chút. Bộ này là cân mấy em? Đúng tròn cân. Tròn cân à? Cân 2. Thoải mái, cá nó cõng cố tốt mà. Diều đây là bảo hành trọn đời em nhá. Trên rời, cứ gãy trên rời là bảo hành trọn đời. Cứ quay được clip gãy trên rời là 5 năm nữa vẫn được đổi. Nhá, đấy. Anh em mình cứ nói như thế cho nó nét nên thoải mái chơi, cứ bão mang rồi anh. Rồi hôm nay bạn em tên gì nhỉ?
Hưởng à? Hưởng lớp 10 hôm nay cầm con 3m7 đấy nhá. Hòa quài D70. Gió bình bình. Đứng im nhờ. Thả mấy loại này nhàn. Thôi được rồi, căng dây đi em. Căng dây bật đi. Kệ nó đi, cứ bật ra kệ nó. Nhàn á. Tiếp theo sẽ là siêu phẩm đại trà của chú Tân Anh Tam Kỳ nhá. Đại trà màu hương, bẹn vuông. Chú Tân Anh cái này mấy mét đấy chú? 3 mét mà to này chú nhỉ? Bộ quài này, bộ quài 7 phân ra nhỉ chú nhỉ? Cũng phải đầu 7 nhỉ chú nhỉ? 6-7. 6-7 à? Nhìn to phết. Hai chú thả chú. Chú á? Chú có bao giờ chú thả đâu mà. Chú chỉ quay là chính thôi. Hay quá nhở, hai đồng chí này có quả bộ âm to thế nhở, khuất sáng quá. Bộ âm này cũng phải D90 nhở. 86 à? Ủa, trông quả miệng dày ấy. Miệng này bổ chắc là không sao đâu nhở. Xuống này bê tông chắc không vấn đề đâu. Không việc cái gì? Không việc gì ấy, miệng dày này mà. Úi, tài to luôn. Bộ này lên rời bắt nào chứ hả em? Chắc... ấy. Đấy là chắc là tiếng tàu xà lan thôi chứ không phải tiếng sáo đâu. Đang bò sao rồi? Quả đê bao nhiêu rồi? 86. Bộ này là bọn em làm hay là đặt đấy? Làm đúng không? Nhìn làm đẹp đấy, ống đẹp. Bộ hòa quái kêu được phết đấy. Ngắn dây nhở chú nhở, con này ôi giời. Dẫm chân vào ngay không mà tí lật. Anh Thảo chỉ nói mình sắp xếp cho em đứng chỗ nào đấy. Chịu. Dài cứ đứng chỗ nào mà nạn dây đường gió nó đứt được thì là chỗ nào chỗ đẹp. Mày không phải cước này hả mày ăn đấy. Dạ. Cước cái ai mày ăn, anh cứ chỗ nào mà diều mà hàng xóm nó đứt được thì là chỗ ấy là chỗ đẹp. Theo cháu là diều của mình thì mình cứ buộc vào gần chỗ diều mình chú ạ. Có vấn đề gì gái hai con nó xuống dễ. Đi nhặt về. Trên này rất nhiều diều rồi. Mình đi làm về muộn nữa. Thôi bye bye các anh em, trước đây. Em mấy anh em không thả à? Ờ, lúc nào rảnh ra đây nhá. Gầm ghê phết đấy, đùa đâu. Thẳng luôn đi anh Thảo ơi. Thôi không cần xa đâu. Thank you.
đẹp rất vuông. Gió hôm nay cũng bình thường. Để tiếp nối chương trình của ngày hôm nay, nghệ nhân chuyên đội mũ của chúng ta sẽ lên một em Vĩnh Bảo em. Con này này, Chính Mỹ à? Chính Mỹ, bộ này tranh gì đấy? Bát Tiên. Con này đang hãn đang nhàu á, chưa vào xong nên là hãn đang nhàu á. Hôm nay rất nhiều siêu phẩm mới. Còn một em nữa đây. Một em này nữa là của khách gửi sửa, đặt bên khác nhờ Tuấn sửa lên giá. Đấy. Nhiều in chuyển nhiệt này thì nó được cái là anh em không thả nữa, treo ở tường nó cũng rất là đẹp. Làm đồ trang trí luôn. Trong lúc chờ nghệ nhân lắp sáo, lắp diều thì cùng chiêm ngưỡng qua bộ quài D66 của chú Lành nhá. Bộ này cũng lâu năm lắm mà. Cũng rất ít thả. Sao chú Lành không bao giờ phải chê trách gì nữa. Quá đẹp luôn. Bát Tiên đấy đúng không? Đẹp mỹ mãn luôn. Chỉ rất đẹp, thẳng thắn gọn gàng. Chỉ này vải nó phải như này nó mới đẹp. Đấy, anh em nhìn con ngọn này, ba con này, nét căng. Giờ chuyển vào cánh rán này, lâu năm quá. Em trai cắm dưới kia giúp anh. Kìa, cẩn thận cái chân. Cắm sâu nhá, nó rơi ấy. Rồi, đã lắp xong. Chính Mỹ 3,5 m. Siêu chất lượng. Đấy, không cần phải xoay nhiều nữa. Anh Quân ơi, đặt nằm xuống em nhờ cái. Anh nói đùa nhá, anh không chui về đâu. Quá nét, quá chuẩn chỉ luôn. Khớp dưới là khớp nhựa. Cánh hơi cong một chút thôi. Ngồi lên thôi. Tốt. Leo đầu. Bát Tiên anh em nhá.
rẽ phải tí xíu. Kỳ đấy. Kéo eo vì anh em nhé. Kéo nhanh. Rồi, ok. Gió kém rồi, kéo anh em nhé. Xuống xem có hiền không nào. Hả? Không à? Hiền lắm anh em. Thank you.
quá hiền luôn. Tiếp theo chú Tuấn Anh sẽ kéo đại trà 3 mét bẹn vuông. Bữa nay gió ngắt rồi mà bây giờ lại thành to. Giờ lại gió lại to lên. Rồi bật chế độ sao. Cân tuyệt đối. Ông Nam ăn nhau, ăn nhau à? Ăn nhau à? Ăn nhau à? Một ông to, một ông mini. Lệch sáo rồi. Tối lên đâm lại nhá, chẳng sáo đâm lại. Mấy em mini này kêu to mồm phết. Ok.
ít. Tiếp tục test nốt con xương cá Vĩnh Bảo cho khách. Hàng sửa. Vào sân gôn bắt nó chậm lên thì sao mà chân không hiểu. Tháo tháo ra, để cầu 3 thôi nha. Để cả đi em ạ, cùng lắm là vỡ sáo mà. Mượn sáo 7 lạng. Gió to mà em ạ. Gió to chơi được. Nhà ăn được chiều. Lắp ra tháo bộ đàn anh em ạ, thành đàn. Cái này là khách đặt bên khác. Cả áo, cả khung. Nhờ Tuấn sửa hộ. Hôm nay test lại luôn cho khách. Cộng đôi nhá. Cộng đôi đi. Ừ đúng rồi, cộng đôi đi. Cho cộng đôi đi cho nó khác đi. Đúng Vĩnh Bảo là phải cộng đôi rồi. Không bỏ này ra trong nó xin ngọn này nó bớt đi nhiều đấy. Ngoài có tí sáo cho nó rực rỡ tí là được rồi. Rồi đâm này anh em này. Bạn ơi, bạn đứng ở ngay đây, bạn du nhẹ cái là được, gió đang to lên mà. Đứng ở đây này. Cái kia đã què, không có lối chạy, ông cứ đứng cản tôi này. Ở đây. Lưỡi đây anh ơi. Sao lại chân tươi chân héo lại chạy diều thế nào? Lính này, lính này là đi đâu xa đây anh ơi. Lánh nặng rồi. Mày về chưa? Kéo ông đâm lại. Hả? Ai mày về á? Đúng tường túi nhắn tao bảo mày thế này. Đúng tường túi nhắn tao bảo mày thế này nhá. Đúng tường túi bảo mày thế này. Đúng tường túi nhắn tao bảo mày thế này nhá. Đúng tường túi bảo mày thế này. Đúng tường túi nhắn tao bảo mày thế này. Đúng tường túi nhắn tao bảo mày thế này. Chỉnh lại đâm lại phát hai. Gió toa nắp cả bộ anh em nhá. 66. Con này 2m8 em à? Chỉ 2m8 thôi. Dạ. Đâu, 2m8 thôi, 3m2 gì. Đếm gạch là biết ngay. Con này đây là 1m2 này. 1m2 đi một nửa, con này nữa thì 1m2 là 1m2 rồi, 3m. 6 đếm gạch cơ mà. Mà tính nan thôi là 3m2 đi. Nan 3m2 đúng không? Này tối đến là tìm sáo hơi khó đấy em ạ. Lên. Anh Quân ơi, anh Quân ơi, ai cầm giúp em cái nhở? Mấy bộ trên kêu kinh quá. Bé bé này ông kêu sợ rồi. Quýt đấy, gió to quá. Thank you.
Gió to đi đâu đeo cả bộ. Ngon rồi, hơi ghi đầu đi thôi, nhưng mà bộ sáo sáu sáu rình.